Vâng, em xin chào cả nhà nhá. Chào tất cả anh chị em. Đấy, hôm nay đang tập trung đóng hàng đây, vì mỗi một lần mà em bán cái hàng sinh viên ấy thì số lượng đơn hàng rất là nhiều. Đấy. Đóng từ sáng rồi. Sáng giờ đây mới vớt ra kia được một vài triệu đơn thôi. Hiện nay là nói chung là cái thời điểm này là cái phân khúc tầm thấp nhá, là đang rất là thị trường đang rất là sôi động. Gần như là kênh nào bán là hàng ở tầm thấp thì cũng em thấy để ý là bán cực kỳ chạy luôn. Đấy, số lượng đơn hàng rất là nhiều. Như là mỗi một lần mà em bán cái hàng vừa vừa tiền mà đơn hàng cứ 3, 4, 5, 600k hoặc là 1, 2 triệu ấy, thì là số lượng đặt cực nhiều luôn. Mà không có thời gian để mà đủ để mà đóng hàng ạ. Đấy, cho nên là thị trường bây giờ đang bắt đầu là ấm lên rất là mạnh rồi nhá, đang ấm lên. Đấy, hiện nay là cứ mỗi lần em bán xong thì là số lượng tin nhắn rất là lớn. Đấy, đây như ở trong máy là vẫn còn rất nhiều tin nhắn nhá. Em từ sáng là mới lọc được có mấy chục cái đơn thôi. Đơn nào mà em lấy xong là em trả đơn cho các bác này. Còn lại những cái bác mà em đây này, những cái chấm xanh xanh này là em vẫn chưa đọc nhá. Đấy, em đọc đến đâu thì là em sẽ trả lời đến đó và em sẽ đóng hàng luôn. Cứ đơn hàng nào em mở ra thì em ấn ok nhá. Đấy. Còn trong Zalo đó, Zalo chục cái đơn hàng cũng chưa xong. Đấy, hàng vẫn xếp la liệt đây. Đấy, cho nên là cứ mỗi lần như thế này là chắc là cũng phải mất khoảng tầm độ 2-3 ngày nhá. 2-3 ngày thì em mới đóng xong hết rồi. Sau đó em mới lại lên em bán tiếp. Đấy, cho nên là những đơn hàng của các bác thì các bác cứ từ từ nhá. Những bác mà mới nhắn tin cho em mà cách đây khoảng tầm đêm hôm qua ấy, thì là phải đến tối nay hoặc ngày mai thì em mới sờ đến đơn đấy được nhá. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Em cũng rất là bận cho nên là mong mọi người thông cảm cho em nhé.